ngàn hả? Đồng xu Việt Nam màu vàng 5.000. Đề môn hay nha, về được có một lần có một lớp á, có nhiều người hỏi vì là sao, ủa cô vậy là về lấy hai cái thau rửa không phải nha, rửa ở nhà là sao ạ? Rửa bình thường ha, nó mới sạch, còn đề môn vậy thì tất nhiên nó rồi. Số mấy nữa ạ? Rồi, mình cầm cái miếng cô tông vậy nha các anh chị. Ai đã từng làm trong ngành mỹ phẩm thì mình nhớ ha, đừng cầm vậy khó ha. Rồi. Sao ạ? Lắc đều. Lắc đều và thấm dầu. Vậy là đủ nha các anh chị nha. Và khi nhớ mình sử dụng mình lóc là được, chứ đừng có để vào nó chảy hết, cuối cùng em mua cái chai mới. Vì nói hướng dẫn mắt thì dùng cái gì ạ? Và Dương thì sao ạ? Có. Lượng như đó mà còn dư đó thì cái vùng mắt rất là ít.
nhà đang xài sao ạ? Ít hơn hả? Hay nhiều hơn? Cái gì nhiều hơn? Ai nhiều hơn? Nhiều hơn thì control lại, điều tiết lại. Rồi chúng ta thoa tập trung sao ạ? Hai má nè, trán nè. Cái vùng này bị nói sao ạ? Chậm. Cái vùng này rất là dễ bị tăng sừng. Và khi nó tăng sừng thì phải hạn chế không thoa vùng nó nữa, từ từ thoa vô, chứ không phải nó tăng sừng là càng thoa nhiều hơn thì nó càng bị tăng nhiều hơn. Vùng này chúng ta thoa vuốt, vuốt, nước, được không ạ? Chậm nhẹ nhàng nè. Chúng ta dạt đều, dùng hai cái ngón tay này ha. Chúng ta dạt đều. Chúng ta đừng có bị áp lực, dạt đều, vỗ nhẹ bình thường, miễn sao chúng ta đảm bảo được là nó đủ tấm mặt là được. Và chúng ta lưu ý là cái vùng thoa chúng ta phải ra tới ngoài đây luôn nha, chứ đừng có trong đây không. Rồi chúng ta vỗ. Vẫn có thể thoa vùng mũi bình thường, nhưng cánh mũi là đâu ạ? Ở đây, không thoa vào. Khóe miệng ở đây, không thoa vào. Vùng mắt, không thoa vào là được. Và vùng này thì chúng ta thoa lướt, có nghĩa là sao ạ? Vẫn có sử dụng sản phẩm nhưng ít, chứ không phải là buông nó luôn, không thoa là không được. Rồi chúng ta vỗ, còn gì nữa ạ? Sao nữa ạ? Thoa lần 2. Hồi nãy khí thế luôn đúng không ạ? Bây giờ là không nhớ là chứng tỏ ở nhà là không thoa đúng giống như mình. Hiểu lý thuyết, nhớ hết nhưng không làm. Rồi, và chúng ta nhìn vô kiến. Chúng ta coi cái vùng sạm là chúng ta nằm ở đâu. Đường nó sẽ tập trung nhiều hai má là lập bởi vì cái nơi tiếp năng, đúng không ạ? Ở nhà chúng ta cái thời gian nó cách trong một chút. Nắm được đó anh chị. Và nhất là thoa những cái kem điều trị thì có thể liên tục, nhưng khi mà chúng ta chống nắng thì chúng ta nên nhớ cách cái kem điều trị nó chống nắng là khoảng 15 phút. Tại vì cái nguyên tắc của chống nắng nó lấp da, đúng không ạ? Mà nếu chúng ta thoa gần cái kem điều trị quá thì nó sẽ sao ạ? Nó sẽ lấp luôn và nó ngăn cái hạn chế kem nó xuống da, như vậy nó sẽ ảnh hưởng ủ. Đúng không ạ? Nó ảnh hưởng quá trình điều trị của mình. Rồi. Nhưng mà cô Vy mí những người này không có nám á, là mình đâu có thoa lần hai đúng không? Hồi nãy có nói rồi. Có không ạ? À? Có. Cần. Đúng không ạ? Không có cần. Nếu mà không có sạm, chúng ta có thể thoa một lớp, không cần phải thêm một lớp thứ hai. Nhưng nếu đã áp dụng điều trị, và nhất là điều trị tái tạo và cỡ từ tuổi 35 trở lên, thì nên quan sát kỹ trong kiến. Tại vì cỡ nào cỡ vẫn có những cái đốm, đúng không ạ? Vẫn có những cái đốm sắc tố đậm, nên mình phải quan sát bằng mắt kỹ hơn. Rồi. Nên nhớ nha, ở nhà chúng ta thoa kem điều trị á, và nãy chúng ta đã biết được hai phiếu tặng rồi, có nghĩa là cái mồ hôi á nó sẽ làm giảm cái độ thẩm thấu của sản phẩm đi. Nên khi chúng ta thoa kem điều trị thì nguyên tắc là phải để cho da mình luôn mát. Một là mình phải ngồi dưới gì ạ? Quạt. Cho phiếu nè, nói lớn quá.
giùm về nha. Rồi. Lấy phiếu về là phải sử dụng nha. Để sao lên trên sau. Và cái này chúng ta không có cần phải massage, chúng ta bổ được rồi. Yeah.